nhằm thiết thực các hình thức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Vừa qua, trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi Olympic kế toán lần thứ 3 năm 2015. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào giảng dạy, học tập, nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và sinh viên khoa kế toán tài chính ngân hàng của trường, tạo sân chơi học tập lành mạnh để sinh viên chuyên ngành thể hiện năng khiếu, năng lực của mình trong học tập và rèn luyện. Đây cũng là nơi phát hiện ra những sinh viên tài năng để có kế hoạch bồi dưỡng, định hướng phát triển nghề nghiệp. Trải qua nhiều thử thách cam go từ các vòng sơ tuyển, bán kết, những thí sinh tài năng nhất đã có mặt tại vòng chung kết với nhiều nội dung thi mới lạ, hấp dẫn. Vòng chung kết, các thí sinh được chia thành các đội và trải qua 3 chặng thi, khởi động, vượt chướng ngại vật và về đích cùng Olympic kế toán.